mình còn ăn đồ sống, mình nghĩ đồ tươi là ngon thì mình sẽ tạo rất là nhiều nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Giống như một người ăn con cua lấy cái dao đâm ngay cái ức của nó chết, thì về lâu về dài á, cái người nó sớm muộn cũng bị đau tim á. Nó tụ lại những cái âm khí á, cái trược của những cái con mình giết á, sẽ có bệnh đó. Thí dụ như người mua cá lóc, cá chơi đem về nhà đập đầu bịch 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 rồi cái nó dễ dãy nó chết, thì đa số những cái người đó đó sau này sẽ bị bệnh những nhức đầu, kinh niên hay là khó ngủ, đó là bệnh vậy. Và thí dụ như mình mua những cái trứng vịt lộn mình về mình luộc, hay là con ốc, mấy con ốc sống mình về mình luộc, hay những con tôm về luộc, thì những người đó khi mà đến một tuổi mà nghiệp nó đổ á, thì trí nhớ sẽ bị mờ mờ, không còn nhớ minh mẫn nữa. Mà nên nhớ, trí nhớ là quan trọng nhất trong đời người, nó quan trọng hơn cái tiền trong nhà băng mình có, và quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời, là cả bao nhiêu con cái tài sản hay là cuộc sống xa hoa, không bằng cái trí tuệ. Để khi mà mình cận tử nghiệp, mình không còn trí tuệ, thì lúc đó cái thần hồn sẽ dễ dao đọa vào địa ngục lắm.